Tiểu thuyết Công giáo Quỷ xưng tội. Tác giả Ma Văn Liêu. Phần 19. Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Linh Mục và Pháp Sư. Đảo mắt nhìn qua một lượt khắp khoảng sân rộng trước ngôi biệt thự của cô Sáu, cha Sở Luca thấy đám lính dân vệ vẫn còn nằm ngổn ngang trên khắp mặt sân. Trong trạng thái ngủ mê ngủ mệt dưới ánh nắng chói chang và với một vẻ gì đó không bình thường. Cảm thấy hơi tội nghiệp nên đang đi vào nhà đã gần 1/5 đoạn đường. Cha Sở quay ngoắc đi ngược trở lại về phía cổng để đánh thức anh lính ngồi gác ở gần cổng. Cha chạm tay vào vai anh lính, nhỏ nhẹ bảo: "Anh lính ơi, dậy, dậy đi và kêu anh em thức dậy về nhà. Bây giờ không còn cần phải canh, phải gác gì nữa rồi." Có vẻ như anh lính gác cổng được cha Sở Luca đích thân chạm tay vào vai đánh thức, cho nên anh mới thoát ra được khỏi giấc ngủ nặng nề. Vì từ sáng sớm cho đến bây giờ, với đủ thứ tiếng ồn, nhất là tiếng ồn của đám đông tụ tập, khua khoáng, chuyện trò, cười đùa, la ó, đập cổng rầm rầm, anh vẫn ngủ khò ngay bên cạnh nhiều thứ tiếng ồn ấy, không sao nhớn mắt thức dậy nổi, đủ hiểu đó là giấc ngủ không bình thường. Anh lính gác cổng đứng lên với gương mặt vô hồn lạc phách như đang còn ở trong mộng mị. Ít giây sau anh nhìn cha Sở Luca. Nhìn ra đám đông đang cười cợt, châm chọc và chế giễu anh bằng những lời tếu táo. Nhìn vào nhà rồi nhìn quanh sân. Ý thức dần dần hồi phục, anh liền đâm đầu chạy đi đánh thức đồng đội đang nằm lăn lóc khắp nơi. Các anh lính, anh nào cũng vậy. Khi được đánh thức đều nhanh nhẹn giống nhau, lồm cồm bò dậy dù đang ở trong trạng nửa tỉnh nửa mê, cho nên gương mặt rất ngơ ngác, sợ sệt, rồi vội túm tụm súng ống, băng đạn, áo sống, nón giày, vật dụng linh tinh như dây thắt lưng, đèn pin, hộp quẹt, gói thuốc lá, bi đông, ca để uống nước, vương vãi tùm lum. Tuy nhiên không thể hiểu nổi tại sao và ai khiến ra nông nỗi. Khi cả tiểu đội lính dân vệ nghe tiếng còi tập họp của anh tiểu đội trưởng đang có mặt trong số họ, theo thói quen nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh bằng cách mau mắn đứng vào hàng, thì cả đám bỗng phát hiện ra không anh nào còn mặc quần nữa. Tất cả đều chuồng nhồng nhỗng, ngay cả quần lót cũng không còn dính trên người. Không còn quần ngoài lẫn quần trong, chỉ còn trơ chiếc áo chay di cũn cỡn không che kín được hạ bộ, cho nên cả đám liền bỏ hàng ngũ chạy loanh quanh đi kiếm quần dài. Sau khi không tìm ra liền đâm đầu tháo chạy. Nhưng mà chạy đi đâu? Không thể chạy vô nhà với cánh phụ nữ đang còn ở trong ấy. Ba bên bốn phía của sân đều kín mít các hàng cây dâm bụt, keo và đầu hói. Đành phải chạy ra đường. Cả tiểu đội lính dân vệ bên trên vẫn súng ống quàng vai, nón kết trên đầu năm đầy đủ. Nhưng bên dưới thì chuồng như nhộng từ trong sân nhà cô Sáu nối đuôi nhau phóng ủa ra cổng. Anh nào cũng vừa cong người chạy lúp xúp, vừa dùng hai tay bụng che hạ bộ. Tất cả túa ra đường để về đồn. Mọi cảnh tượng hài hước như thế đúng là hiếm có đã cho đám đông được một phen cười ầm ĩ. Cười nghiêng ngửa, cười đến no cả bụng. Đâu đã được yên. Thấy tình cảnh giờ khóc giờ cười của bọn lính trẻ là con dân trong xã, cánh đàn ông trong đám đông trước cổng còn cố tình chơi ác. Họ nhảy sổ ra cản lối chắn đường không cho bọn lính trẻ thoát thân khỏi tầm mắt của đám đông để đùa dai với bọn lính, mà cũng vừa để chọc ghẹo cho các bà các cô phải vừa kêu rú lên vừa đưa tay che những khuôn mặt đỏ dần vì xấu hổ. Nhiều người đàn bà lớn tuổi không cười mà rủa: "Quỷ sứ tụi bây, hôm qua ra cái điều oai nghi hùng hổ cho lắm. Xét nhà xét cửa lục đồ lục đạc người ta. Bây giờ sao không giữ nổi cái quần trên người?" Người khác tỏ ra tiếc rẻ nói: "Phải chi có cả ông trưởng ấp cũng bị cô bảy lột quần.
Luôn như vậy nữa thì bà con chúng ta đây coi mới đã. Chưa được coi đấu phép đã được coi màn tụi dân vệ bị cô Bảy lột quần. Thiệt là đã hết cỡ bà con ơi. Xin nói luôn một thể, sau này người ta phát giác nguyên một đống quần dài của tiểu đội lính dân vệ bị vo cục nằm trên bờ ruộng cách nhà cô Sáu vài trăm mét. Cha Sở cũng cười. Và cũng như đám đông, cha nhận ra tiểu đội lính dân vệ xã bị cô Bảy trả thù bằng một đòn hiểm chỉ vì vào chiều tối hôm qua dám xông vô nhà chị của cô ta để truy nã âm bình của cô. Lục lọi và nhất là phá vỡ kế hoạch của cô ta. Ông chủ nhà đứng gần bên cười ngất một lúc xong, nói với cha Sở. Cái con mẹ Bảy này cũng có máu cà dởn dữ. May sao nhờ ông cố giúp cho bọn nó về nhà. Nếu không, bọn nó còn nằm dài ở đây không biết đến bao giờ. Những người dân trong đám đông nghe ông chủ nhà nói thế cũng đồng tình cho rằng cha Sở đã giải cứu bọn lính khỏi tay cô Bảy. Nhân cơ hội này, họ xì xầm bàn tán với nhau những câu đại khái như: chưa gì đã thấy phép của cô Bảy thua phép của ông cố đạo rồi. Phép của ông cha đạo cao hơn phép của con mẹ Bảy, cho nên mới gỡ được cho bọn lính, vân vân. Thế là đám đông càng háo hức thêm lên trong sự chờ đợi màn đấu phép theo trí hiểu đơn sơ chất phác của họ giữa ông cha đạo và cô Bảy pháp sư. Phần cha Sở Luca, cha không tin những gì cha vừa làm được cho bọn lính là điều lạ. Cha lẳng lặng đi tiếp vào ngôi biệt thự vì đã mất quá nhiều thời gian. Đi chưa được 5 bước, thình lình từ trong nhà phóng ra cùng với tiếng sửa tiếng hộc ầm vang như sấm. Hai con chó Bạch Dê chó Burger là loại chó chăn cừu giống Đức. Dáng rất to và rất dữ, đủ sức chống lại chó sói, gấu. Để bảo vệ đàn cừu, hai con chó màu nâu vằn trắng to đùng như hai con cọp sổ chuồng nhắm ngay cha Sở Luca nhe nanh rùa tới với một tốc độ kinh hồn. Cha Sở giật thót cả người, nhưng cha chỉ hết hồn trong tích tắc rồi bình tĩnh dần trở lại. Cha nhớ rằng rõ ràng đã là chó thì phải hùa. Nhưng hôm qua tại sao chỉ có một con đứng ngoài sân sủa, hôm nay lại có tới hai con? Nghĩ đến đó cha Sở càng thêm bình tĩnh. Hai con chó Bạch Dê to lớn với cái đầu to bè ra biểu lộ một sức khỏe kinh khủng và một khí chất hung bạo đáng gờm không khác gì đầu của loài cọp dữ. Vừa sủa chúng vừa vây lấy cha Sở và nhe cặp răng nanh dài nhọn táp dọc táp ngang. Có những cú táp tưởng chừng như chúng phập vào cánh tay của ngài. Ông chủ nhà đã nhảy một bước ra đến gần cổng tự lúc nào vì quá sức kinh hãi, để mặc cha Sở đứng một mình đối phó với hai con chó như loài mãnh thú. Vài người đàn ông đứng lên tỏ ý muốn xông vào giúp cha Sở. Nhưng thật ra họ cũng không biết phải giúp làm sao khi lượng được sức của họ dẫu có 5-7 người cũng chưa chắc làm gì nổi với hai con chó quá to và quá khỏe. Hai con chó vừa sủa vừa táp vào không khí tới tấp tỏ ý đe dọa không cho cha Sở bước tới để đi vào nhà. Từ nãy giờ, lạ lùng, bên trong nhà cô Sáu vẫn im ắng như không có chuyện gì xảy ra, không có lấy một bóng người, không có lấy một tiếng la mắng chó. Cha Sở ngạc nhiên tự hỏi sao cô Sáu không ra đón cha, chí ít hai phụ nữ cũng đi ra tìm cách đưa cha vào nhà. Tuy nhiên vừa tự hỏi trong lòng như vậy, cha lại vừa cảm thấy yên tâm. Yên tâm vì cha tin rằng tất cả những gì xảy đến có lẽ đều là âm mưu của cô Bảy muốn ngăn chặn để cha không thể vào gặp được cô Sáu. Cha nghĩ thêm, khi cô Bảy càng cố gắng ngăn chặn cha, cô ta càng để lộ ra nỗi sợ hãi, mà càng sợ hãi cô ta càng thú nhận sự yếu kém của mình và của thế lực quanh mình. Sau khi đã thật bình tĩnh do nhanh chóng nhận định tình hình cách sáng suốt, cha không còn sợ gì nữa. Cha giơ tay cao lên rồi từ từ hạ dần xuống trên đầu của hai con chó đang ngoác miệng thật rộng và khoe những chiếc nanh dài nhọn. Cha Sở nghĩ cũng có thể chúng sẽ nhảy lên táp bàn tay cha. Nhưng không.
Khi bàn tay cha hạ dần xuống đầu chúng, thì chúng bớt sủa lại. Nét mặt chúng hình như hơi giãn bớt căng thẳng và giọng sủa bỗng bớt hung khí. Thấy như thế là được. Cha sở cẩn thận hạ tay xuống chậm chậm để lựa thế sờ đầu và vuốt ve chúng. Khi hai bàn tay cha sở Luca hạ xuống thấp đến gần như đã có thể sờ được đầu hai con chó, bất thần chúng hụp đầu xuống thấp tránh không cho cha sở chạm vào, rồi cùng lúc ngừng sủa. Chúng cụp đuôi lại, lùi ra một chút về phía sau, thình lình quay ngoắc 180 độ phóng chạy như ma đuổi vào nhà rồi biến mất. Đám đông lại hào hứng vỗ tay như xem một vở kịch vừa hạ màn. Nhiều người tỏ ra thắc mắc ông cha đạo đã làm gì mà hai con chó dữ sợ điếng hồn đến hộc tốc bỏ chạy vào trong. Một người cao tuổi quá phấn khích đứng thẳng dậy châm biếm hai con chó. Đức trọng quỷ thần kinh đến ông cố nội tụi bây cũng phải chạy trốn nữa chứ nhằm gì loài chó như tụi bây. Cha sở đứng yên tần ngần một lúc rồi nhìn quanh tìm ông chủ nhà. Thấy vậy, ông chủ nhà nhanh chân đi tới bên cha sở. Ông chủ nhà hào hứng nói: "Tôi cứ tưởng con mẹ bảy thắng ông cố cú này rồi chứ. Mấy người đàn ông bên ngoài định chọi đá vào." Cha sở cười hiền: "Ông có muốn đi tiếp với tôi vào trong ấy gặp cô Sáu, hay ông chỉ đi đến đây thôi?" Ông chủ nhà khẳng khái trả lời: "Dạ đi chớ, đi để xem ông cố đối đầu với cô Bảy và bọn nó." Nói đến đây ông chủ nhà bỗng khựng lại, có lẽ ông nhận thấy mình lỡ lời. Vì ông nhớ cha sở Luca nói, ngài chỉ có ý đến gặp cô Sáu theo lời mời, không hề có ý đến gặp cô Bảy. Dù vậy, cha sở cũng chỉnh liền: "Ông lầm rồi, tôi không bao giờ đối đầu với ai. Vì Chúa dạy mọi người đều là anh em, Chúa đã từng nêu gương như vậy mà. Ai muốn đối đầu với tôi, họ sẽ thất vọng." Cha sở Luca tiếp tục đi vào nhà cô Sáu với ông chủ nhà đi kè kè một bên. Chưa đi được đến năm bước cha bỗng nghe có tiếng ào ào như gió thổi lúc trời sắp mưa giông, mặc dù trời hiện đang chói chang nắng sáng mùa hè. Cũng chưa kịp định thần xem chuyện gì cha bỗng giật nảy cả người khi nghe thêm la hét dần dần của đám đông. Quay nhìn cha thấy họ vừa hốt hoảng hô hoán vừa chỉ trỏ. Theo hướng họ chỉ trỏ, cha ngước nhìn lên cao phía bên phải của cha trên ngọn của hàng cây bông gòn cô Sáu trồng dày đặc hai bên sân chạy dài từ ngoài đường vào tận sau nhà bao quanh khu biệt thự để làm hàng rào tự nhiên. Cha thấy ngọn của các cây gòn thi nhau hết oằn xuống lại bật lên, hết bật lên lại oằn xuống. Trông như thể có vật gì đó rất nặng đang vừa đè lên vừa động đậy hay vừa di chuyển bên trên các ngọn cây ấy. Chưa hết, bất giác cha nhìn sang bên trái. Ngọn của hàng cây gòn bên trái cũng thay nhau oằn xuống bật lên oằn xuống. Còn dữ dội hơn, đến nỗi có những ngọn cây, nhánh cây, vì không chịu nổi sức nặng cho nên bị bẻ gãy nghe rôm rốp như người ta bẻ củi khô quăng vô bếp lò. Vì cha sở vốn cao tuổi, mắt không còn tinh anh dĩ nhiên không thể nhanh chóng nhận ra hiện tượng gì đang xảy ra trên các ngọn cây gòn trồng dọc hai bên sân ngôi biệt thự. Nhưng ông chủ nhà thì mắt còn nhìn xa khá rõ, cho nên ông nhận ra và hiểu chuyện gì trên ấy. Quá sợ hãi ông liền hòa giọng với đám đông la hét. Hình như giọng la hét của ông chủ nhà có vẻ thất thanh hơn cả giọng của đám đông. "Nguy rồi! Nguy rồi! Rắn hổ mây! Rắn hổ mây xanh! Ông cố ơi!" Nghe ông chủ nhà hét lớn với giọng thất thanh như thế nhưng cha sở vẫn chưa thấy ra đâu là cây đâu là rắn ở khoảng cách độ 10 mét trên cao như thế. Cha đứng sững lại lấy bàn tay che trán để tránh chói nắng cho dễ nhìn. Phải mất một lúc sau, cha sở mới nhìn thấy trên cao chót vót của hai hàng cây. Mỗi bên có một con rắn hổ mây khổng lồ thân sần sùi một màu xanh rêu. Đang quẫy mình trên dãy các ngọn cây. Một con ở bên trái, một con ở bên phải,
Chúng còn ngoác mồm to rộng nhìn xuống đất trông rất dữ tợn. Tiếng đám đông la hét thúc giục. Chạy đi! Chạy đi ông cố ơi! Chạy đi cha đạo ơi! Ông chủ nhà lần này có vẻ tin ở cha sở Luca hơn lần trước, cho nên ông không bỏ mặc cha sở để chạy trốn lo cứu lấy thân nữa. Ông bớt la hét hơn lần đầu gặp hai con chó bạch dê. Tuy vậy giọng của ông cũng còn to lắm khi ông hỏi cha sở. Tính sao bây giờ hả ông cố? Tính sao bây giờ hả ông cố? Cha sở Luca vẫn còn đứng nhìn lên cao chưa biết phải trả lời làm sao thì ông chủ nhà và đám đông vừa hét. Kêu cha sở chạy ra đường vừa rộng chạy ùa vào khỏi cổng như muốn giúp cha sở cùng chạy trốn ra ngoài với họ. Có nhiều tiếng kêu. Chúng sắp bay xuống đất. Chúng chuẩn bị phóng xuống đất bây giờ. Không chạy đi mà còn đứng đó. Trong khi một số đàn ông vượt cổng chạy vào muốn giúp cha sở thì cánh phụ nữ trẻ em mọi người đứng hẳn lên hết xô nhau chạy tránh xa ra khỏi khu biệt thự của cô Sáu. Lúc này cha sở Luca cũng lúng túng không biết phải nên làm gì. Ở lại để chống chọi với lũ rắn khổng lồ và cực độc này thì sức nào mà chống cho nổi. Chạy trốn thì rồi mọi việc đang làm sẽ đi đến đâu. Dù bối rối, nhưng cha cũng đủ bình tĩnh để từ chối sự trợ giúp của một số đàn ông bạo dạn chạy vào để đưa cha ra ngoài. Có lúc ông chủ nhà cũng kéo tay cha sở với ý lôi ngài chạy ra cổng. Không thuyết phục được cha sở chạy trốn, những người đàn ông thất vọng cùng nhau chạy ùa ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, có một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu cha sở tựa hồ như ánh chớp sáng rực giữa màn đêm, khiến cha nhớ lại nếu thật là rắn hổ mây thì loài rắn này không bao giờ tấn công người. Hơn nữa, không bao giờ chúng ăn thịt người, vì miệng của chúng không cấu tạo để nuốt những miếng mồi lớn như miệng của loài chăn. Chúng chỉ ăn thịt rắn nhỏ. Có khi ăn thịt cả đồng loại tức những con rắn hổ mây nhỏ hơn cho nên chúng thường săn bắt các loài thú nhỏ như rái cá, chuột cống nhum, chuột cống lang, sóc, chồn, hỉ, áo, thỏ rừng, chó rừng, mèo rừng, gà rừng, vịt trời, heo rừng cho đến các loại cá hoặc cá sấu nhỏ năm đặc biệt không tấn công người khi không thấy có mối đe dọa nào từ con người. Nhớ đến đó cha sở bình tĩnh trở lại rồi còn nhớ thêm những gì nghe được đó đây từ các tay thợ đi rừng, thợ săn, nhất là những người thợ đi rừng u minh. Có người thợ đi rừng còn quả quyết mỗi khi gặp rắn hổ mây. Người thợ đi rừng cứ đứng yên, đừng bỏ chạy. Vì nếu ai bỏ chạy thì chúng đuổi theo do quán tính săn mồi. Nhưng đuổi theo chứ không làm hại. Ngược lại nếu ai bình tĩnh đứng yên, chúng sẽ bò quanh quan sát, dò xét, lượng định tình hình. Cho đến khi không thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm cho chúng, chúng sẽ từ từ bỏ đi. Cha sở vỗ vai ông chủ nhà để trấn an. Anh đừng chạy. Chạy là chúng phóng xuống rượt anh liền. Cha sở vỗ nhẹ vào tay ông chủ nhà một lần nữa. Bình tĩnh đi. Không sao đâu. Miễn là ta đừng tỏ ra có hại cho chúng. Tuy nhiên mọi việc bất ngờ đi xa hơn. Tiếng la hét và những động thái hỗn loạn đầy tính kích động của đám đông vô tình như khiêu khích. Con rắn phía bên phải cha sở phun phù phù. Thở khè khè. Rồi từ trên cao buông mình xuống đất nghe đến ầm một tiếng, nằm chắn giữa cha sở và chiếc cổng, vừa chạm đất. Nó ngóc cao đầu phóng tới ào ào như đám mây cuồn cuộn từ trong bay ra cổng rượt theo đám đông đang bỏ chạy tán loạn mỗi người một hướng. Nhiều người còn té lăn cù làm cho những người phía sau vấp ngã theo hoặc vô ý dẫm đạp lên người nằm dưới đất. Trông thật bi thảm. Có lẽ rượt đuổi đám đông chỉ để đe dọa, cho nên con rắn sau khi vượt qua trên đầu của nhiều tốp người mà chẳng làm gì. Nó nhanh chóng quay đầu trở lại cổng, trườn vào sân, khi còn cách cha sở khoảng 4 hoặc 5 mét. Nó dừng lại.
cuộn mình thành một đống xanh đen to lù lù với tư thế như chuẩn bị phóng tới. Đầu nó cất cao lên khỏi mặt đất chừng 2 mét, lắc lư liên hồi, phùng mang bành chẳng to như cái chảo. Đôi mắt ti hí nhưng cũng đủ để thấy nó lườm lườm và dữ tợn nhìn cha sở. Miệng không ngừng ngoác ra với tiếng thở phù phù, khè khè nghe phát kinh tâm tán đởm thật không thể tả nổi. Con rắn cứ ngẩng cao đầu vừa lắc lư vừa phun phù phù về hướng cha sở. Nhưng cha sở cứ đứng yên không động đậy. Ông chủ nhà thì nép sau lưng cha sở mặt cắt không còn giọt máu. Đám đông thấy không còn nguy hiểm nữa, rón rén quay trở lại dần rồi tụ tập thành nhiều tốp đứng xa xa. Lựa thế từ từ tiến lại gần, im lặng, tò mò quan sát. Thấy không có gì đáng phải lo lắng và thấy đứng yên hoài như thế không để làm chi. Cha sở thận trọng rộng bước đi thụt lùi. Khi vừa đi lùi được vài ba bước, cha sở rộng quay lưng về phía con rắn để tiến thẳng vào nhà cô Sáu. Quên rằng còn có một con rắn nữa đang ở trên đầu mình. Vì thế, vừa mới xoay hẳn người lại đi chưa được bước nào thì con rắn thứ hai không buông mình rơi xuống đất như con rắn thứ nhất, mà phóng thẳng từ trên cao xuống chắn giữa cha sở và ngôi biệt thự. Có vẻ nó quyết chặn đầu không cho cha sở tiến vào nhà. Cũng khổng lồ và sần sùi một màu xanh đen như con rắn trước, nhưng con này to hơn, khó tính được chiều dài của nó. Chỉ có thể ước lượng không dưới 10 mét nếu so thân to như cột đình của nó. Da sần sùi rêu mốc trông ghê rợn như da người cùi. Sau khi phóng mình từ trên cao thẳng xuống đất, nó cũng cuộn mình như chuẩn bị tấn công qua dấu hiệu cất đầu cao hơn 2 mét vượt qua khỏi đầu cha sở rất xa. Mang bành ra còn to hơn con rắn thứ nhất, cũng phùng mang phun phù phù với vẻ cực kỳ hung dữ và đầy kích động. Cha sở Luca nghĩ đây là con cái, cho nên mọi thứ đều to khỏe và hung tợn hơn con rắn thứ nhất nhiều. Ở trong thế lưỡng đầu thọ địch, hai đầu đều có kẻ địch. Đi vào không xong trở ra không thể. Cha sở nghĩ cô Bảy cố tình bức bách không cho cha vào nhà. Lúc này, tuy tâm lý cha có hơi dao động vì quá bị áp đảo, nhưng tâm hồn cha vẫn bình an và vẫn còn đủ can đảm. Cha hỏi ông chủ nhà đang run lập cập vì sợ. Anh là người ở vùng này lâu năm. Anh có từng nghe nói có cặp rắn hổ mây đực, cái khổng lồ này bao giờ chưa? Cha sở hỏi chắc có đến lần thứ ba, ông chủ nhà mới trả lời được. Thưa, chưa, chưa. Cha sở gật đầu cho rằng sự nghi ngờ của mình là đúng. Cha nói, nếu cặp đôi rắn hổ mây khổng lồ này có thật, thì chúng ẩn mình vào đâu cho được khi quanh đây không có rừng rậm? Nếu chúng có thật thì sao người ta không đồn đại ầm ĩ? Nếu chúng có thật, làm sao chúng sống yên trong thời buổi súng ống, bom mìn hiện nay? Cha sở nói với ông chủ nhà, thôi, đừng sợ cái giống bá vơ này mà chi. Đừng sợ những trò ma mị của pháp sư làm gì. Việc mình cứ đi. Nói xong cha sở giơ cánh tay phải cao lên nhắm đầu con rắn cái phía trước mặt, vẽ lên nó trong không khí một hình thánh giá lớn. Lạ thay, thánh giá vừa được vẽ xong, con rắn không còn phun phù phù, tóp mang bành lại dần, hạ chiếc đầu to cành xuống từ từ. Cha sở đứng yên chờ con quái vật đầu hạ sát mặt đất, ngoe nguẩy bò vào hàng cây gòn bên phải. Quay ngược ra phía sau, cha sở cũng dùng ngón tay cái vẽ hình thánh giá giống như vậy trên đầu con rắn đực nằm chắn giữa cha và chiếc cổng. Con rắn đực lì lợm hơn, cố ngoác to mồm khè khè dữ dội, đầu lắc lư, mổ mạnh và nhanh vào không khí như đang tấn công kẻ thù. Nhưng mọi động tác độc dữ rồi cũng dần dịu lại và tóp bành mang lại. Hạ đầu sát đất rồi vù một cái, nó phóng mình vào hàng cây gòn bên trái, leo nhanh lên chỗ có lùm cây rậm và mất hút.
thật là mãn nhãn cho đám đông. Thật là huyền cơ diệu lý đối với ông chủ nhà. Chuyện đang kinh thiên động địa như thế lại kết cục đơn giản. Chuyện hung như thế mà phút chốc trở thành cát tường như chơi. Khỏi nói cũng biết đám đông hoàn toàn bị cuồng tín và không biết dùng lời lẽ gì để tỏ lòng sùng mộ cha Sở Luca cho đủ. Còn ông chủ nhà, ông đi từ ngỡ ngàng này đến bàng hoàng khác, nhất là sững sờ trước uy lực vô biên của hình tượng cây thánh giá khi chỉ cần vẽ trong khoảng không thôi cũng đã mạnh hơn súng đại bác. Ông tin Chúa ngay từ lúc ấy, tin đến chết mới bỏ. Không nén nổi ý nghĩ trong đầu, ông thốt: ông cố là người phàm hay là tiên, thánh, là Phật sống vậy? Cha Sở Luca khiêm tốn trả lời: tôi là loại phàm phu tục tử như ông thôi, không cần phải là thánh này thánh nọ. Mọi giáo hữu, kể cả ông, đều trừ được ma quỷ nếu ai sống lời Chúa. Ma quỷ rất sợ người sống lời Chúa. Mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc chiêm bao đối với cha Sở Luca. Có nghĩa cha không thể ngờ cô bảy điều tà tướng khiển âm binh để làm những chuyện động trời như bởi không mà dựng nên hai con rắn khổng lồ và hung tợn. Để làm được như vậy, ắt cô ta phải dùng đến bàn tay của ma quỷ. Nếu đã nhờ được tà pháp của ma quỷ thì năng lực pháp sư của cô ta chắc phải rất cao, hoặc cô ta đã biến thành quỷ rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, cha Sở tự hỏi có phải mình đang đối đầu trực diện với chính ma quỷ hay chăng? Từ lâu, cha Sở luôn giữ lập trường dứt khoát không đối đầu với ma quỷ qua ông lực lượng. Lý do vì cha ý thức mình đã là loài người thì rất ngu dốt, mỏng giòn và yếu đuối, rất dễ sa vào muôn vàn cạm bẫy trùng trùng của họ. Lại vì ma quỷ có tài phép ngất trời, chỉ thua một mình Thiên Chúa. Cho nên tránh voi không xấu mặt nào, thôi thì cứ chịu thua và tránh cho xa khỏi phải đụng đầu với ma quỷ là giải pháp tốt nhất đối với cha. Cố tránh hết sức là thế, vậy mà có tránh được đâu. Hôm nay loay hoay thế nào mà để bị rơi ngay vào thế đối đầu trực diện với ma quỷ. Cha Sở chậc lưỡi liên hồi và nói với ông chủ nhà: đừng vội mừng vì hai con rắn đã bỏ đi. Chúng ta đang bị đặt vào thế chiến trận. Sức nào để chúng ta đối mặt được với loài quỷ dữ đây? Vừa nói, cha Sở vừa nhìn vào ngôi biệt thự đang vắng lặng và im ắng đến đáng sợ. Cha Sở Luca nói tiếp: ta không nên háo danh đi tìm sự khen ngợi của đám đông ngoài kia, bởi vì đó là cái bẫy dành cho chúng ta, những con người yếu ớt như sợi bún, phàm hèn như rác rưởi, không có gì đáng tự hào. Nếu giờ này rút lui được, tôi sẽ rút lui ngay. Tôi chẳng thèm cái thắng thua nào ở đây hết. Còn ở cách xa ngôi biệt thự khoảng vài chục mét, cha Sở đứng sững lại băn khoăn và cảm thấy không muốn đi vào. Ngược lại, ông chủ nhà thấy cha Sở đã dùng dấu thánh giá mà thắng được cô bảy thì lòng hăng hái và háo thắng trỗi dậy, cứ muốn cha Sở đi tiếp vào nhà để dẹp cô bảy ngay. Với tâm trạng ấy, ông hoàn toàn không hiểu những suy nghĩ của cha Sở. Ông nói với vẻ dò hỏi: chẳng phải ông cố đang có quyền phép của Chúa trong tay hay sao? Sao không làm tới luôn đi? Vô đuổi con mẹ bảy ra khỏi nhà đi để giúp cô sáu. Cha Sở đứng tần ngần suy nghĩ. Trong lúc đó, đám đông ngoài cổng cứ la ó và khoa tay múa chân càng lúc càng hăng bằng đủ mọi lời suối bảy như: vô đánh con mẹ ấy đi ông cha đạo ơi! Vô dẹp con mẹ bảy đi! Đã mắt lắm, tiếp đi ông cố! Dẹp đi! Dẹp đi! Quất tới đi! Cha Sở nói với ông chủ nhà: phải chăng đây là sân khấu để tôi diễn tuồng? Phải chăng bà con đang biến tôi thành đào thương kép độc để diễn tuồng cho họ xem chơi? Cha Sở lắc đầu ngao ngán nói thêm: không, tôi là người tu hành. Tôi đang đến giúp cô Sáu trở về với Chúa theo lời yêu cầu của cổ.
Cha Sở đã có quyết định trong đầu. Không, tôi không muốn hát tuồng diễn kịch. Đây là cái bẫy lớn ma quỷ đang gài tôi. Tôi không thể sập bẫy của chúng. Nói xong, cha Sở quầy quả đi trở ngược ra cổng, đến với đám đông. Cha nói với họ: ông bà cô bác mau về nhà đi. Ông bà cô bác đi về nhà đi. Hết chuyện rồi. Ôi, không làm gì và cũng không còn gì để cho ông bà cô bác coi chơi nữa. Đám đông đang háo hức như quả bong bóng đang được bơm căng phồng căng mắt đón xem những sự lạ tiếp theo. Bỗng thấy cha Sở đi ra và nói với họ như vậy không khác gì quả bong bóng đang căng quá mức thì bị đâm xẹp lép thì quá sức hụt hẫng. Họ ú ớ nói không thành lời vì không thể hiểu tại sao bỗng dưng cha Sở lại rút lui cách đại bại như vậy. Sau một lúc ú ớ, có những tiếng kêu lên. Ủa? Sao vậy? Sao lạ vậy? Ủa? Tại sao? Đang thắng. Không thắng luôn đi. Sao lại chịu thua? Trời đất! Sao kỳ vậy? Nhiều câu nói còn khó nghe hơn nữa lẫn với nhiều câu nói khích bác nghe rất thô lỗ. Nhưng mặc kệ. Cha Sở Luca không thèm đếm xỉa. Cứ quyết không để cho bị động. Bị lôi kéo làm trò hề. Vì tất cả, cha tin chắc, đều là cạm bẫy vô cùng thâm độc của ma quỷ bày ra hết cả. Cha Sở điềm tĩnh trả lời: tôi không từ xa bỏ nhiệm vụ để đến đây đấu đá, để đến đây dẹp cô bảy hay để đến đây đánh nhau tìm sự thắng thua. Tôi chỉ là người tu hành được mời đến để giúp cô Sáu. Chuyện chỉ có thế. Tôi quyết chỉ làm có vậy. Cái gì khác, tôi không làm. Cánh đàn ông lớn tiếng nói: nhưng có con mẻ cản đường ông, ông phải đánh dẹp chớ. Bà là đồ ác, là mụ phù thủy, ông phải dẹp bà đi để cứu cô Sáu. Cha Sở trả lời: tôi không có nhiệm vụ đó. Tôi chỉ làm việc lành, không ẩu đả. Do dự một lúc, cha Sở nói thẳng ý mình: nếu bà con còn tụ tập ở đây để coi chơi thì tôi về. Cha Sở cương quyết hơn: bà con sẽ không được coi chơi thêm chuyện gì nữa đâu. Đừng lấy chuyện người ra làm trò giải trí cho mình. Dẫu sao cô Bảy cũng là con người. Con người ai cũng có tự ái, tự trọng, tự do và mỗi người còn có cả một nhân phẩm riêng. Ông chủ nhà nãy giờ chứng kiến mà miệng cứ há hốc ra. Dù vậy, ông cũng thấy ra mọi điều cha Sở nói là hoàn toàn đúng. Một số người lớn tuổi lẫn trong đám đông cũng tự thấy mình trẻ nít, nông nổi và tò mò lẫn háu chuyện người. Dẫu tiếc rẻ, nhưng họ dục dịch đứng lên và lui ra khỏi đám đông để ra về. Đám đông tự chia rẽ, cãi nhau. Có nhiều người hăng máu và cố tìm vui thì nổi xung thiên cãi cọ với những người lành tính hơn. Cứ sự thật mà nói thì đã là con người. Ai cũng có tính hời hợt, háu chuyện, thèm bàn tán chuyện người, ham tìm vui trên chuyện người. Để tỏ vẻ kiên quyết khi thấy số người còn quá đông nán lại ngồi lì không chịu ra về, cha Sở Luca nói với ông chủ nhà: chúng ta về nhà thôi. Tôi nhất quyết không mua vui cho người, nhất là không lấy chuyện hại người này để mua vui cho người khác. Cha Sở Luca và ông chủ nhà rời khỏi khu vực ngôi biệt thự của cô Sáu với tiếng đám đông càu nhàu gần như muốn chửi sau lưng. Đã về đến căn nhà nhỏ của ông chủ nhà là người đàn ông miên cao tuổi đã cho cha Sở Luca trú ngụ đêm vừa qua. Cha Sở vẫn nghe vọng lại từ xa tiếng của đám đông còn đang trách móc. Cho tới khi mặt trời đứng bóng, đám đông còn nhiều người ở lại vì tai cha Sở vẫn nghe văng vẳng tiếng nói chuyện của họ. Khi đã an ổn trong ngôi nhà nho nhỏ nhưng mát rượi do nằm dưới tán lá dày rộng của nhiều loại cây to, ông chủ nhà hỏi cha Sở: không có ai ở đây tôi mới dám hỏi thật.
Tại sao ông cố bỏ về đang lúc chúng ta có thể phăng phăng ngon lành đi vô nhà cô Sáu? Cha Sở Luca trả lời. Thì đã nói, tôi không muốn là người hát tuồng cho thiên hạ xem chơi. Thấy ông chủ nhà im im, mắt cụp xuống như chưa hiểu hết. Cha Sở cố giải thích thêm. Tôi chỉ đến đây với mục đích gặp cô Sáu để đưa cổ về với Chúa. Nhưng cô Bảy đã cố tình ngăn chặn tôi bằng đủ mọi tai ách gây thương tổn thân xác, thậm chí muốn giết chết tôi. Sau khi thất bại, giờ đây cổ gây tai ách tâm hồn. Tai ách lớn nhất nơi tâm hồn là nhóm lên trong tôi lòng kiêu ngạo. Cổ làm một công đôi việc bằng đem thú dữ ra để nếu tôi sợ thì rút lui. Nếu tôi trừ được yêu tinh lấy hình thú dữ thì tôi được tiếng khen. Tiếng khen của đám đông tâng bốc tôi khiến tôi không sớm thì muộn sẽ trở nên kiêu căng. Mà kiêu căng là tự tách mình ra xa Chúa. Hễ bị Chúa lìa bỏ thì kể như tiêu đời. Ông chủ nhà đã hiểu. Ông ướm thử. Nhưng ông cố đâu đã kiêu căng. Sẵn đà, ta tiến thẳng vô nhà. Không được hay sao? Cha Sở nói. Nếu còn lưu lại thêm ở đó tôi sẽ kiêu căng thì sao? Trước tiếng khen nức nở và rầm rộ của thiên hạ, ai đứng vững được mà không kiêu căng? Hả? Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến trốn lao sao? Cha Sở nói thêm. Khi cô Bảy cao tay ấn đến độ dùng cạm bẫy tiếng khen của đám đông để đẩy tôi lên cao hòng làm tôi kiêu ngạo để bị Chúa rời bỏ. Tất cổ còn nhiều chiêu trò và mánh lưới cao sâu, thâm độc khác nữa để hại linh hồn tôi. Cha Sở lắc đầu nguầy nguậy và khoác tay lia lịa, tiến thẳng vào nhà hả. Không dễ đâu nghen. Ông chủ nhà vẫn còn chút gì đó ấm ức. Kiểu này thì ông cố thua. Con mẹ đó rồi. Vừa thốt ra ông chủ nhà biết mình lỡ lời. Ông đổi giọng hỏi vớt. Sự thật là hiện giờ ông cố đang thắng hay đang thua? Nghe vậy, cha Sở thấy hết cách. Với ông chủ nhà vì đã trắng đen và cạn lời giải thích, cha Sở vẫn không xuyên thủng được ông ta. Nghĩ đến câu thiểu nhân nan giữ mưu đại sự, người thấp chí khó tiếp nhận nổi việc lớn, cha Sở Luca cười xòa thông cảm và sẵn lòng chấp nhận con người với hiện trạng của họ. Đã nói tôi không nhằm vào sự thắng. Sự thua cha Sở quyết nương theo tầm của một Kitô hữu non trẻ mà nói, ừ thì tôi thua. Chuyện vừa đến đó, cô con dâu ông chủ nhà từ trong bếp bước ra mời cha Sở và cha chồng của cô vào trong dùng bữa trưa. Cha Sở lấy trong người ra 20 đồng đưa cho cô con dâu của ông chủ nhà và nói, đây là quà. Tôi thưởng cho cô vì cô đã trợ giúp tôi trong công việc của tôi. Ông chủ nhà định ngăn, nhưng khi nghe cha Sở dùng chữ quà, chữ thưởng, ông ngưng ngay ý định. Cô con dâu cũng liếc qua cha chồng một cái rồi bẽn lẽn đưa hai tay kính cẩn đón nhận phần thưởng của cha Sở Luca kèm theo lời cảm ơn. Khi cha Sở và ông chủ nhà vừa bưng chén cơm lên, đột nhiên từ trong buồng của bà chủ nhà có tiếng choảng của mâm ly chén dĩa. Nghe như bị hất văng đổ bể tung tóe. Tiếp theo tiếng choảng là tiếng của bà chủ la và hét. Lắng nghe năm ba câu la hét, cha Sở và ông chủ nhà nhận ra bà chủ nhà lại bị vong nhập và đang nói lớn tiếng bằng một thứ giọng hung dữ đầy căm giận thù ghét. Ông chủ nhà buông đũa rộng bước vào buồng vợ, nhưng cha Sở cản lại. Khoan đã, để xem cô Bảy định nói gì với tôi. Ông chủ nhà cũng vừa nhận ra, do cha Sở Luca đột ngột bỏ ra về để tránh đối đầu với cô Bảy, cho nên cô ta mới cho vong hồn nhập vào vợ mình mà nói chuyện với cha Sở. Giọng nói của bà chủ nhà có phần rõ hơn lúc đầu do nói nhiều hơn hết. Tại sao ông lủi đi? Hả? Tại sao ông không đi vào nhà? Cha Sở im lặng. Bà chủ nhà hỏi tiếp. Ông sợ chúng ta rồi ư? Cha Sở không nói gì.
Biết sợ thì đi về nhà thờ của ông luôn đi. Chúng ta đãi ông một bữa thiệt ngon để tẩm bổ. Nhìn lại mâm cơm, cha Sở thấy đúng là có ba dĩa thức ăn thật ngon. Một đĩa thịt gà xé phay trộn gỏi bắp chuối, một đĩa sườn heo nướng và một đĩa cá lóc rán muối. Bà chủ nhà nói tiếp, ăn xong thì ra xe về. Chúng ta có cho xe chờ sẵn bên ngoài để đưa ông về tận An Biên. Nhìn ra đường, cha Sở thấy có một chiếc xe lôi thùng gắn máy, trên có mui vải che nắng mưa, đang đậu gần đó. Sẵn đó cha Sở cũng nhìn thấy nhiều người trong đám đông, không chịu ra về, mà kéo đến đứng rải rác gần nhà của ông chủ nhà. Bà chủ nhà lải nhải, bổn đạo giáo dân của ông đang chờ ông về. 4-5 ngày qua bổn đạo của ông người chết, người hấp hối, người dựng vợ gả chồng đang dài cổ ngóng ông về. Ông ở đây làm chi mà bỏ bổn đạo? Bổn đạo của ông đang trách móc ông dữ lắm. Cha Sở gọi cô con dâu ông chủ nhà hỏi, con nấu những món ngon này hả con? Cô con dâu lắc đầu thưa, dạ thưa, không phải con nấu, nhưng có người bưng lại nói để đãi cho ông cố ăn. Cha Sở hỏi cô con dâu ông chủ nhà thêm, ai kêu xe sẵn cho tôi? Cha Sở chỉ tay ra đường chiếc xe lôi thùng đang đậu dưới gốc cây kia. Cô con dâu ông chủ nhà ngơ ngác nhìn một lúc rồi trả lời rằng cô không kêu xe và cô cũng không biết ai đã kêu xe từ chợ Xà Tón chạy về đậu ở đây. Cha Sở mỉm cười nói với ông chủ nhà, cô Bảy hào phóng quá, tiễn tôi về nhà bằng bữa cơm nhà giàu với xe lôi máy bảnh bao đưa rước. Cô con dâu ông chủ nhà nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà, đi đến chỗ chiếc xe lôi thùng gắn máy. Loại xe đò cha Sở và hai phụ nữ đã từ An Biên đi đến đây, nhưng chiếc xe này trang bị trông sang trọng lạ thường. Sau một lúc nói chuyện với người lái xe, cô con dâu ông chủ nhà quay về thưa với cha Sở và cha chồng của cô. Thưa ông cố, thưa cha, ông tài xế nói có người bảo ông ta chạy xe đến đây chờ để chở một ông cha đạo già về An Biên. Lại còn nói là bao luôn trọn chuyến và đã trả tiền đâu đó xong xuôi và sòng phẳng. Do nghe lóm cha Sở nói với cha chồng của mình, cô Bảy hào phóng quá, tiễn tôi bằng bữa cơm nhà giàu với xe lôi máy bảnh bao đưa rước. Cho nên cô con dâu ông chủ nhà kể thêm một chi tiết nữa. Thưa ông cố, con nghĩ có lẽ mọi việc đều do bàn tay cô Bảy sắp đặt. Ông lái xe lôi thùng gắn máy ngoài kia cho biết, đứng ra thuê xe và trả tiền là một người đàn bà miên, tuổi cỡ từ 40 đến 50, miệng nhai trầu bõm bẽm không ngớt. Có thể cũng chính là bà đã bưng mâm đồ ăn ngon đến đãi ông cố, vì bà này cũng là người đàn bà miên, tuổi cỡ từ 4 đến 50, nhai trầu nhiều đến nỗi miệng đỏ. Chết. Cô con dâu đề nghị, hay là để con thử đi kiếm bà ta, hỏi cho ra lẽ. Cha Sở cười khoác tay, không cần. Việc cần bây giờ là cha và cha của con ăn cơm để lấy sức mà tính tiếp. Con cũng ngồi vào đây ăn chung luôn một thể. Cô con dâu ông chủ nhà trợn mắt, ý, không được đâu. Ý của cô con dâu ông chủ nhà là cô ta không được phép ngồi ăn chung với cha Sở và cha chồng. Tuy nhiên cô cũng nói luôn ý khác, ăn những đồ này có bị làm sao không, vì lỡ cô Bảy tẩm thuốc độc như đã làm với em ruột là cô Sáu. Ông chủ nhà trả lời thay cho cha Sở, rời, ăn nhầm gì, rắn hổ mây núi lớn như cột nhà mà ông cố còn chịu được. Nói với cha Sở, thưa, ông cố cứ để mặc nó ăn ở trong bếp, vì con nhỏ còn phải lo cho má nó mâm cơm khác để ăn. Vì bà hất đổ hết rồi, quay sang con dâu,
phải không con? Trước khi lui vào bếp, cô con dâu của ông chủ nhà nhắc lại sự kiện mà cô cho là không thể tưởng tượng nổi. Trong đời cô chưa từng chứng kiến vân vân. Cô khen ngợi cha Sở không tiếc lời và kể về sự bàng hoàng tột độ và ngưỡng mộ tột đỉnh của mọi người dân địa phương. Ngưỡng mộ đến nỗi họ muốn lập bàn thờ để thờ cha Sở Luca. Nãy giờ bà chủ nhà cố tình im lặng để lắng nghe ba người trao đổi với nhau. Hễ cô con dâu ông chủ nhà nói lời gì khen ngợi cha Sở vừa dứt câu là bà ta chêm vô những lời mắng nhiếc hàm ý bác bỏ, phủ nhận, ghen tức, giận dữ. Ngược lại với những lời khen ngợi nức nở của người dân dành cho cha Sở Luca, những lời ấy đại khái như tầm phào, sáo ke, lãng nhách, lãng xẹt, láo, nói dóc, tầm bậy, vân vân. Một lúc, khi đã hết chịu nổi, bà chủ nhà hét lớn như bị rắn cắn. Thô, y, ăn đi, già mồm. Bà chủ nhà hạ giọng nói thêm. Ăn đi, không ai đánh bà ông đâu. Ăn đi rồi ra xe thẳng về nhà cho lẹ. Tự nãy giờ cha Sở cứ cười. Nghe vậy cha cười thành tiếng rồi trả lời. Ăn chớ, ăn chớ. Nói xong cha kính cẩn làm dấu thánh giá trên mâm cơm rồi thản nhiên giải thích cho ông chủ nhà. Không gì nằm ngoài quyền năng của Chúa. Nghĩa là không thể có sự việc gì là không do Chúa an bài định đoạt. Làm dấu thánh giá trên thức ăn nghĩa là ta dâng thức ăn lên Chúa. Dâng lên Chúa xong chúng ta được phép dùng như những đứa con ngoan ăn uống trước mặt và dưới sự che chở đầy yêu thương của cha trên trời. Bà chủ nhà im lặng lắng nghe có vẻ như không bỏ sót một lời nào của cha Sở. Cha Sở biết rõ điều đó cho nên cha mím môi giấu nụ cười rồi nói tiếp với ông chủ nhà và cố ý cho cô con dâu của ông ta cùng nghe. Ba dĩa thức ăn này không thể do cô Bảy hoặc ai dựng nên mà có, nhưng đều do Chúa làm ra và ban cho chúng ta. Cô Bảy chỉ là người mang tới cho chúng ta mà thôi. Nghe vậy, bà chủ nhà hét như bị phỏng lửa. Lẻo mép. Ông chủ nhà và cô con dâu của ông bị bất ngờ khi nghe bà chủ nhà nói gọn lỏn, còn cha Sở Luca thì mím môi giấu nụ cười. Do vậy mà bầu không khí bớt căng thẳng và nặng nề bởi sự thù nghịch. Ông chủ thấy tự nãy giờ cha Sở không coi việc gì là quan trọng. Trái lại, cứ vui vẻ, hồn nhiên có chút khôi hài. Cho nên ông cắm cúi ăn trưa với cha Sở mà lòng không quá lo âu sợ hãi nữa. Cô con dâu cũng thấy vui vui nên bớt bồn chồn, lo lắng để trở lại công việc của mình. Có lẽ nhờ cô con dâu giải thích thế nào đó, nhờ thấy chiếc xe lôi thùng gắn máy chờ trực sẵn bên ngoài. Cho nên những người dân từ đám đông buổi sáng còn nán lại vì không nén nổi tính hiếu kỳ. Tụ tập từ lâu, giờ đã dần dần tản ra và đi về nhà gần hết. Bà chủ nhà vẫn chưa chịu ăn trưa dù cô con dâu của bà cần mẫn dọn mâm cơm mới và năn nỉ bà dùng bữa trưa. Dù ngồi sâu bên trong buồng kín nhưng lạ là hễ cha Sở làm gì, bà chủ nhà cũng biết. Khi thấy cha Sở vừa ăn xong buông đũa, bà ta nói ngay. Ăn xong rồi thì ra xe về đi. Không thể giấu nổi sự buồn cười bị đè nén mãi ở trong lòng, cha Sở bỗng cười xòa một lúc rồi trả lời. Không đâu, về sao được mà về hổng biết. Ăn cơm Chúa, phải múa tối ngày. Ăn xong bữa ăn Chúa ban, giờ tôi phải làm việc cho Chúa chớ sao lại bỏ về. Ông chủ nhà nghe cha Sở đối đáp như thế liền nghĩ bụng, cô Bảy chắc tức điên lên. Vì rõ ràng cô Bảy sai người mang thức ăn đến đãi đẳng ông cố. Thế nhưng ông cố chỉ cần làm phép, dấu thánh giá, một cái đã biến thành thức ăn của Chúa ban cho. Cô Bảy lại thua kế nữa rồi. Hình như cái gốc của mọi vấn đề là chỗ đó. Cũng phải.
chứng kiến lời nói và cách cư xử của cha Sở, ông chủ nhà không hiểu mô tê gì. Ông suy nghĩ cứ nát cả óc ra. Hiện giờ qua thần thái và phong cách của cha Sở, ai đó nói rằng cha Sở sợ hãi cô Bảy thì thật là không đúng. Ai đó bảo cha Sở rời sân nhà cô Sáu là thối lui hay tháo chạy càng không đúng. Hay là ai cho rằng cha Sở chịu thua tà pháp của cô Bảy càng quá sai. Ai nghĩ cha Sở thiếu ý tứ hoặc muốn cầu hòa mà ăn những gì cô Bảy dọn ra thì người ấy lầm chết được. Ai quả quyết rằng cha Sở không dám đối đầu với cô Bảy nữa, tránh né mụ ta, bỏ rơi cô Sáu và đào thoát khỏi nhiệm vụ của mình năm. Năm cũng không đúng chút nào. Do đó, ông chủ nhà đoán có thể tất cả đều là mưu lược chiến đấu, đường lối chính trị, kế sách đối đầu theo kiểu lấy hư làm thực, lấy thực làm hư, dụng vô đãi hữu, dùng cái hư không đối địch với cái thật có. Chiến thuật này có tên là dẫn tiến lạc, không nghĩ là dẫn dắt người khác hành sự theo suy nghĩ của mình. Cuối cùng mệt quá mà không còn sức phản kháng. Càng ngẫm nghĩ, ông chủ nhà càng thấy rối rắm. Nhưng duy có một điều ông không thấy rối rắm, đó là cha Sở hiện đang rất mạnh. Tại sao? Vì giữa chiến trận ác liệt như thế này, ai chiến đấu kiểu như giỡn chơi thì người ấy là kẻ khinh nhờn địch thủ. Kẻ khinh nhờn địch thủ ắt phải là kẻ mạnh hơn địch thủ gấp nhiều lần. Bà chủ nhà tức điên nói như hét: thua thì phải chạy, ở lại làm gì? Muốn bị tiêu diệt hay sao? Về đi, đừng mong gặp được cô Sáu vì cổ thuộc về chúng ta. Cha Sở Luca định nói thêm, nhưng nghĩ sao? Ngài lại thôi. Cha Sở xin ông chủ nhà một ly nước mát. Cầm ly nước mát, cha đi ra ngoài sân đứng dưới các tán cây rậm rạp đầy bóng mát. Ông chủ nhà đi ra theo và hỏi cha Sở: ông cố có định đi về hay là không? Cha Sở Luca gật đầu. Một lúc sau, cha hỏi ông: ông đã thật tin Chúa chưa? Ông chủ nhà thưa: thưa ông cố, chưa bao giờ tôi tin Chúa như lúc này. Chẳng những tôi tin qua những việc lớn lao vừa xảy ra, mà còn tin qua cung cách của ông cố. Tôi đã nhận ra đạo đức Chúa Trời là đạo chính, đạo thật. Cha Sở Luca tay cầm ly nước mát do ông chủ nhà vừa lấy cho, tay kia kéo ông ta đi theo mình ra xa khỏi căn nhà. Đi qua hẳn bờ phía bên kia của cái ao sen và bông súng rộng độ nửa công đất bằng 360 m² Bắc Bộ. Nghe ông chủ nhà quả quyết với một giọng điệu khẳng khái và mạnh mẽ, cha Sở Luca rất hài lòng. Tuy vậy, cha vẫn không vội nói gì hay tỏ thái độ gì. Và lại, tâm trí cha hiện đang thầm thì cầu cùng Tổng lãnh Thiên thần Mi-cơ để xin người tới bảo vệ cho cha hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Sau này mỗi lần nhắc lại chuyện này với ai, cha Sở Luca đều quả quyết rằng đúng là cha đã được Tổng lãnh Thiên thần Mi-cơ nhậm lời cầu xin. Nhậm lời ra sao ta hãy nghe cha kể tiếp. Qua đến bờ bên kia của ao sen và bông súng, hai người đi đến một nơi có nhiều cây xanh tùm và đoán chừng không còn ai có thể nhìn thấy và nghe tiếng trò chuyện của hai người. Cha Sở kín đáo và khéo léo thực hiện một cuộc khảo hạch ông chủ nhà như cha thường hay khảo hạch các tòng nhân sắp lãnh nhận phép rửa tội. Vừa khảo hạch, cha vừa nhẹ nhàng nhắc nhớ và vừa ân cần chỉ bảo thêm về giáo lý và các tín điều quan trọng của công giáo. Sau khi thấy đã khá an tâm, cha Sở chọn cho ông một vị thánh quan thầy, thánh bổn mạng. Rồi vào khoảng 1 giờ trưa, cha Sở Luca khéo léo và nhanh gọn rửa tội cho ông. Rửa tội xong, cha tuyên bố ông nay đã là Kitô hữu. Cha cũng thông báo kể từ hôm nay, ông trở thành giáo dân tiên khởi của một họ đạo lẻ cũng mới thành lập ngay trong giờ phút này. Đó là họ lẻ Xà Tón tạm thời trực thuộc họ đạo An Biên của cha. Cha Sở Luca cũng nhân dịp này
tặng ông một cây thánh giá nhỏ để treo chỗ trang trọng nhất trong nhà. Một chuỗi tràng hạt mân côi, chuỗi tràng hạt mà cha luôn đeo trên cổ. Cha tháo ra và quàng vào cổ ông kèm theo lời chỉ dẫn cách lần chuỗi và cách tôn kính Đức Mẹ Maria. Cha còn căn dặn nhiều điều cần kíp khác nữa. Trong đó có việc lưu ý đặc biệt đến cô con dâu có nhiều thiên hướng của một Kitô hữu ngoan hiền, nhiệt thành và năng động. Cô ta rất có khả năng sẽ là một trợ tá đắc lực giúp ông mở mang thêm họ đạo lẻ Sa-tón bằng cách gieo thêm nhiều hạt giống đức tin nơi vùng đất tuy có nhiều mê tín, nhưng đậm chất tâm linh này. Tất cả mọi việc diễn ra ở cách xa buồng của bà vợ ông chủ nhà là thế, nhưng hình như bà chủ nhà vẫn nghe vẫn biết tất cả. Điều đó được biểu hiện qua việc cứ sau mỗi câu cha sở giảng, dạy, là vang lên từ buồng bà ta, giọng thay thế hét lên một câu phản đối hay mắng nhiếc như đáp lại. Tuy không nghe rõ từng lời, nhưng cha sở và ông chủ nhà đều hiểu, đều bất lực nhìn nhau lắc đầu và ngầm bảo nhau, cô bảy và các vong hồn biết chuyện và đang cố tìm cách phá đám. Thình lình đúng vào lúc trước khi cha sở rửa tội cho ông chủ nhà, có khoảng 5-7 người hàng xóm từ đâu rầm rập kéo nhau chạy ào vào nhà ông chủ nhà, sau này cô con dâu kể lại. Họ xông thẳng vô buồng của bà chủ nhà, rồi cười nói, hỏi han vang dội. Họ lại còn xúm xít nhau giúp cô con dâu săn sóc bà chủ nhà. Họ còn hạch hỏi rồi khuyên lơn nhủ bảo bà chủ nhà huyên thuyên cả lên làm cho bà ta không còn có thể nói năng gì được nữa. Mà dù có nói gì thì cũng bị nhóm người hàng xóm ồn ào trận họng, ngắt lời để trấn an, can ngăn, chỉ dẫn. Thậm chí họ còn thân mật nắn tay nắn chân, xoa bóp, đè bà ta nằm dài ra cạo gió, tẩm quất rất tự tiện không cần được yêu cầu. Cũng bởi vì bỗng dưng có nhiều người hàng xóm ngang nhiên, rầm rộ và huyên náo ập vào nhà cười nói oang oang, khua động tất cả dậy lên, đồ đạc va chạm rỗn rãng vân vân. Cho nên con chó nuôi trong nhà như phát cuồng sủa ầm ĩ nghe đến đinh tai nhức óc. Con chó bị kích động tột độ vừa sủa vừa phát tín hiệu kêu cứu đồng loại. Thế là nhiều con chó hàng xóm chung quanh gần đó lần lượt hùa nhau sủa. Có con thì ra sân nhà mình mà sủa. Có nhiều con chạy đến tận cổng nhà của ông bà chủ nhà, chõ mõ vào mà sủa. Tất cả bọn chó sủa cách hăng say hết mình đến nỗi vang rền cả một góc trời, đến không còn ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đàn chó. Thế là cả một xóm một vùng rộn lên khi có nhiều loại tiếng ồn, tiếng nói cười đùa giỡn vang dội, tiếng khua động đồ dùng trong nhà. Tiếng đàn chó lồng lộn chạy ra chạy vào sủa một cách tức tối, tất cả hòa trộn vào nhau để cho ra một thứ âm thanh cực kỳ hỗn độn, cực kỳ tạp nham và vô cùng kỳ dị đến mức nghe rất khó chịu, đè lấp tiếng la hét của bà chủ nhà khiến bà ta không còn có thể chửi mắng thêm được gì nữa. Mãi cho đến khi mọi việc giữa cha sở và ông chủ nhà ở bên kia bờ ao diễn ra xong xuôi và suôn sẻ, thì một lúc sau, mọi chuyện tự nhiên dần trở lại trạng thái ổn định như cũ. Như chẳng có chuyện gì xảy ra, đám chó thình lình bớt sủa rồi ngưng hẳn dù chẳng ai ra lệnh. Nhóm người hàng xóm lanh chanh nhẹ tay hơn, bớt huyên thuyên nói cười và từ từ rút êm ra về. Sự tĩnh lặng vốn dĩ của khu xóm được trả lại. Vì cha sở Luca tin rằng, mọi việc mình làm không thể qua mắt được cô bảy và bè lũ của cô ta, cho nên cha tính toán từng động thái cha sẽ làm, sao cho tất cả đều diễn ra bất ngờ, nhanh gọn và kín đáo tối đa, để khi cô bảy và đồng bọn biết được thì việc đã rồi. Việc công kỹ vô bị, xuất kỳ bất ý, rửa tội cho ông chủ nhà là việc bỗng tự dưng không mà đưa được một người không có trong chương trình, không có trong ý nghĩ, không hề được mảy may nhắm tới cũng chẳng hề dám kỳ vọng. Về với Chúa, quả là một màn đấu trí kỳ tài nữa của cha sở trước cô bảy theo kiểu vô trung sinh hữu, giữa cái không làm nên cái có. Hay là màn đấu trí theo kiểu thả con săn sắt, bắt con cá rô hoặc bỏ con cá rô vồ con săn sắt.
có nghĩa khi cha Sở Luca vì bị ngăn chặn, chưa thể tiếp cận và đưa cô Sáu về với Chúa thì tiện thể vớ ngay một người đang trong tầm tay đưa về với Chúa, bỏ con cá rô là cô Sáu. Vô con săn sắt là ông chủ nhà, thật ra cũng chưa biết chừng trong hai người này, ai là con cá rô, ai là con săn sắt. Với cái mưu trí sắc sảo này, cô Bảy thua cha Sở một bước nữa, nói cho đúng. Làm gì thì làm, hễ đã mang một mối lợi về cho nước trời thì cha Sở coi chuyến đi của ngài không bỏ công. Khởi đầu chuyến đi là nhắm đến cô Sáu. Cha Sở cứ đinh ninh rằng cô Sáu là mục tiêu duy nhất của chuyến đi mục vụ phải bỏ họ đạo đến ngót nghét cả tuần. Nhưng rồi dần dần cha nhận ra, đem được một linh hồn về với Chúa là việc chính. Còn linh hồn nào thì đó là ý định của Chúa. Bởi thế giờ đây cha Sở nghĩ, dễ chừng có khi ông chủ nhà, cô con dâu của ông và cả bà chủ nhà lại chính là những người Chúa chọn cũng nên. Và biết đâu gia đình này sẽ là những viên đá đặt nền cho một cộng đoàn Kitô hữu mới. Cộng đoàn Kitô hữu Satan, họ đạo lẻ hay ngày nay gọi là giáo điểm, ở vùng đất xa lạ nhưng đầy hứa hẹn cho việc truyền giáo này. Thôi thì mọi sự đều phó thác trong tay Chúa tất cả. Cha nghĩ vậy. Khi cha Sở và ông chủ nhà quay trở về thì những người hàng xóm tốt bụng đã ra về hết. Chỉ còn lại một hoặc hai người lẩn quẩn trong nhà. Lũ chó nhạy cảm cũng bình tĩnh trở lại trong yên ắng. Tuy nhiên chưa bước hẳn vào nhà cha Sở đã bị bà chủ nhà nghiến răng chèo chẹo nói với giọng đầy căm tức. Vùng đất này là lãnh địa của chúng ta. Vì cớ gì mà ông đến đây xâm phạm? Cha Sở Luca im lặng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong sân nhà. Bà chủ nhà nói tiếp. Thua me gỡ bài cào, bốn, hả lão già khó ưa, nghiến răng. Nhưng ông không thể rửa tội cho hết dân ở đây được đâu. Và lại, rửa tội thì có ăn nhằm gì? Vì nhiều người đã được rửa tội vẫn đi theo chúng ta, nhờ vả chúng ta và tin cậy chúng ta. Bà chủ nhà còn nói nhiều nữa trong một thời gian dài như để trút hết nỗi căm giận lên cha Sở. Nhưng cha Sở nắm được điểm yếu của bà ta. Điểm yếu đó là nói nhiều dễ lộ tẩy. Thế nên cha Sở lặng lặng ngồi nghe để nắm thông tin về cô Sáu lẫn những mưu đồ của cô Bảy. Quả thực có đúng như vậy. Điều đầu tiên cha Sở nắm được là cô Bảy và đồng bọn đoán biết và rất tức giận về việc cha đã bất ngờ rửa tội cho ông chủ nhà mà họ không ngờ tới. Điều tiếp theo là nỗi giận dữ vì hai người. Cha Sở và ông chủ nhà không hiểu bằng cách nào mà bỗng dưng biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả bọn họ. Vô số những âm binh thần tướng lúc nào cũng rình rập và soi mói. Bà chủ nhà vẫn chửi và cha Sở vẫn ngồi im lặng lắng nghe. Cha Sở bỗng như bị điện giật khi nghe bà chủ nhà bất ngờ sổ một câu. Cô Sáu cũng đã được rửa tội rồi. Ông còn muốn gì nữa? Về đi lão già hắc ám. Cha Sở và ông chủ nhà nhìn nhau với vẻ bỡ ngỡ. Tuy vậy, cha vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như không nghe gì cốt để chờ xem thực hư có đúng cô Sáu đã được rửa tội hay không. Ai rửa tội cho cô và cô được rửa tội vào lúc nào?